Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập liên quan đến các từ giác mà chúng ta vừa học. Chúng ta sang bài đầu tiên. Cho từ giác ABCD, gọi EFGH theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Câu A. Câu A yêu cầu chúng ta chứng minh EFGH là hình bình hành. Việc chứng minh EFGH là hình bình hành thì chúng ta đã làm ở trong tuần thứ 3 rồi. Cụ thể thì chúng ta đã nối hai đường chéo để áp dụng định lý về đường trung bình để chứng minh. Sang câu B. Câu B, từ giác ABCD có thêm điều kiện gì để EFGH là hình chữ nhật? Như chúng ta đã chứng minh thì EFGH là hình bình hành. Và để một hình bình hành trở thành một hình chữ nhật thì chúng ta phải cần có thêm điều kiện. Và ở trong bài này, chúng ta nên dựa vào dấu hiệu đó là hình bình hành có thêm một góc vuông sẽ trở thành hình chữ nhật. Tức là chúng ta sẽ giả sử có EH vuông góc với HG. Như vậy, để EFGH là hình chữ nhật thì EH vuông góc với HG. Và trong tam giác ABD có EH là đường trung bình, thế nên EH sẽ song song với BD. Mặt khác, ta có EH song song với BD. Và cũng áp dụng định lý đường trung bình ở trong tam giác ADC, ta có HG là đường trung bình của tam giác này. Và do đó HG sẽ song song với AC. HG song song với AC. Từ ba điều này thì chúng ta suy ra ngay AC cũng sẽ phải vuông góc với BD. AC vuông góc với BD. À, hai điều này là do là tính chất đường trung bình. Và như vậy thì chúng ta có thể kết luận để EFGH là hình chữ nhật. Thì từ giác ABCD có hai đường chéo AC vuông góc với BD. Sang câu C. Câu C hỏi từ giác ABCD có thêm điều kiện gì để EFGH là hình thoi? Cũng tương tự như ở câu B, thì để một hình bình hành trở thành một hình thoi, thì chúng ta cần phải có thêm một điều kiện. Cụ thể ở trong bài này, chúng ta sẽ chọn dấu hiệu đó là hình bình hành. Có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Như vậy, EFGH là hình thoi. Thì HE phải bằng HG. Mà theo như định lý đường trung bình, ta cũng có thể chứng minh được HE bằng 1 phần 2 BD. HG bằng 1 phần 2 AC. Này là do tính chất đường trung bình. Thầy viết tắt. Và từ ba điều này, chúng ta suy ra được AC bằng BD. Như vậy thì từ giác ABCD có thêm điều kiện là hai đường chéo bằng nhau AC bằng BD thì EFGH sẽ là hình thoi. Vậy là chúng ta đã xong bài đầu tiên. Sang bài số 2. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi DEF theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và AC. Chứng minh rằng ADEF là hình thoi. Để chứng minh ADEF là hình thoi, thì trước hết chúng ta cứ chứng minh ADEF là hình bình hành trước. Và ở trong bài này, chứng minh ADEF là hình bình hành sẽ rất là dễ dàng bằng việc chúng ta sử dụng tính chất của các đường trung bình DE và FE.
Phần này thầy sẽ để cho các em tự trình bày chi tiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần thêm một điều kiện để chứng minh ADEF là hình thoi. Và cụ thể ở trong bài này, chúng ta cũng chọn dấu hiệu đó là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Tức là ta sẽ chứng minh AD bằng AF. Và điều này thì cũng dễ nhìn thấy thôi. Do D là trung điểm AB nên ta có AD bằng 1 phần 2AB. Do F là trung điểm AC nên ta cũng có AF bằng 1 phần 2AC. Ta cũng có AB bằng AC là do tam giác ABC cân tại A. Và từ ba điều này, chúng ta suy ra ngay AD sẽ bằng AF. Như vậy, ADEF là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, nên ADEF là hình thoi. Xong câu B. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để ADEF là hình vuông? Chúng ta đã có ADEF là hình thoi. Và để một hình thoi trở thành hình vuông thì chúng ta cũng cần thêm một điều kiện. Và trong bài này thì chúng ta nên chọn dấu hiệu đó là hình thoi có thêm một góc vuông sẽ trở thành hình vuông. Tức là ADEF sẽ có thêm một điều kiện đó là góc A bằng 90 độ. Và ta thấy ngay tam giác ABC sẽ trở thành tam giác vuông cân. Như vậy, để ADEF là hình vuông thì A bằng 90 độ. Hay là tam giác ABC vuông cân tại A. Chúng ta sang bài số 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi Y và K theo thứ tự là trung điểm của AB. Y là trung điểm AB, K là trung điểm AC. Câu A, chứng minh rằng tam giác AIH là tam giác cân. Để chứng minh tam giác AIH là tam giác cân thì chúng ta cần sử dụng đến tính chất trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng nửa cạnh huyền. Cụ thể là trong tam giác vuông AHB vuông tại H có trung tuyến là HI. Từ điều này ta suy ra ngay HI bằng 1 phần 2 AB theo tính chất bằng IB bằng IA do I là trung điểm AB. Và từ đây ta thấy ngay HI bằng với IA, ta suy ra ngay tam giác AIH là tam giác cân tại I. Câu B yêu cầu chúng ta chứng minh góc IHK bằng 90 độ. Để chứng minh IHK bằng 90 độ thì chúng ta sẽ chứng minh theo kiểu tách góc. Cụ thể trong câu A chúng ta đã chứng minh được là tam giác AIH là tam giác cân. Thì ta có ngay HA1 bằng với H1. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh nốt H2 bằng với A2 là xong. Do H1 cộng H2 mà bằng A1 cộng A2 thì chứng tỏ góc IHK cũng bằng 90 độ. Và ta cũng sẽ chứng minh được A2 bằng H2 do HK là trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông AHC trong tam giác AHC vuông tại H có trung tuyến là HK. Từ điều này ta cũng sẽ suy ra được HK bằng 1 phần 2 AC bằng với AK. Tức là tam giác HKA là tam giác cân. Suy ra tam giác HKA
Cân. Tại ca. Thầy gọi đây là điều 1, đây là điều 2. Từ điều 1, do tam giác IHA cân, nên ta suy ra ngay H1 bằng A1. Từ điều 2 là tam giác HKA là tam giác cân, thế nên ta suy ra H2 bằng A2. Và từ đây, ta suy ra được H1 cộng H2 bằng A1 cộng A2. Mặt khác, do tam giác ABC vuông tại A, nên ta có A1 cộng A2 bằng 90 độ. Ta có A1 cộng A2 bằng BAC bằng 90 độ. Thì từ ba điều này, ta suy ra H1 cộng H2 bằng 90 độ. Mà H1 cộng H2 lại bằng IHK. Mà IHK bằng H1 cộng H2. Nên suy ra IHK bằng 90 độ. Ta có điều phải chứng minh.